Đừng đốt tiền học IELTS. Nếu mà chưa biết điều này, như bạn đã biết, hiện tại IELTS có rất là phổ biến, bởi vì là IELTS nó có thể dùng cho rất nhiều mục đích ngày nay. Do đó, có rất nhiều bạn đăng ký học trung tâm IELTS với mục tiêu là đạt được chứng chỉ càng cao càng tốt. Tuy nhiên, có một điều mà rất nhiều bạn không biết trước khi đăng ký học IELTS, mà điều đó khiến cho là mặc dù tốn cả chục triệu đăng ký, bạn vẫn không đạt được mục tiêu của mình. Đó là bạn chỉ thực sự phù hợp học IELTS khi mà trình độ tiếng Anh của bạn đang ở mức là 5.0 trong thang điểm IELTS rồi. Tất nhiên, với một số bạn mục tiêu thấp hơn thì mình sẽ không xét tới ở đây nhé. Lý do là vì IELTS nó sẽ đánh giá năng lực tiếng của bạn một cách rất toàn diện khác với tiếng Anh trên trường. Ở đó, các bạn chỉ cần phải học lý thuyết ngữ pháp và luyện tập một chút, thì sau tầm một vài tháng, các bạn có thể đạt điểm tương đối cao. Trong khi đó, để đạt được những cái mốc điểm cao trong IELTS như là 6.5, 7.0 hoặc 7.5 thì chứng tỏ cái trình độ tiếng Anh của bạn đã phải rất là tốt rồi. Và việc đi học IELTS nó chỉ giúp bạn học những kỹ năng và tối ưu hóa cái khả năng đó của bạn mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện bạn đang tầm khoảng là 4.0 nhưng học một khóa IELTS xong nhảy một phát lên tầm khoảng 6.5 được, bất kể là bạn có được dạy cái mẹo hay thế nào. Vì vậy, nếu mà bạn không biết gì về tiếng Anh thì đi học sớm nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Thay vào đó, các bạn có thể tự luyện tập, tự trau dồi khả năng nghe, đọc bằng việc xem phim, đọc sách với những tài liệu đơn giản ở nhà trước. Và sau đó, các bạn có thể lên mạng lấy những bộ đề trong quyển Cam để làm và tự đánh giá xem là phần list và read của mình đang ở mức tầm bao nhiêu điểm. Nếu mà tầm 5.0 thì bạn đã sẵn sàng để đi học IELTS rồi đó. Tất nhiên, ban đầu nếu mà bạn không có định hướng, không biết nên bắt đầu từ đâu thì có thể tìm người hướng dẫn, nhưng mà chỉ nên là tiếng Anh cơ bản thôi nhé.